Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với Cholet Channel. Và trong hôm nay thì mình sẽ review với bạn một cái sản phẩm máy bay trực thăng. Cái này là cái đồ chơi dành cho trẻ em chơi. Cái trực thăng này thì khá là nhỏ gọn, đặt bên trong đây và cái bên ngoài thì nó có một cái hộp như thế này các bạn này, nhìn cũng rất là chắc chắn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ mở nó lên nhé. Đó, ở đây thì nó có cái nắp màu kính đây thì các bạn sẽ tháo bung ra được này. Đây là nhân vật chính của chúng ta, một chiếc trực thăng này các bạn này, rất là quen thuộc ha. Những ai đã chơi những chiếc trực thăng điều khiển từ xa thì nó kiểu như vậy. Đó. Và đây là cái tay cầm điều khiển, thì các bạn sẽ mở cái này lên này, đó, các bạn sẽ tháo rời ra. Tay cầm của nó thì khá là bự như thế này. Tháo ốc ở dưới đế lên để lấy được chiếc trực thăng này lên. Đây, rất là gọn và nhẹ, nó chỉ khoảng tầm 100 gram thôi. Đó, thì cái trực thăng này thì nó chạy bằng pin sạc. Ở đây nó có một cái cổng sạc các bạn này. Và cái nút nguồn khởi động trực thăng là cái nút rất là nhỏ, nó nằm ở góc này, on off. Chúng ta sạc đầy pin khoảng tầm 3 tiếng thì bên này thì nó có chơi được trong vòng khoảng tầm 12 đến 15 phút liên tục. Đó. Động cơ là tần số là điều khiển là 2,4 GHz, 3,5 kênh. Đó. Ok, thì chúng ta sẽ tháo nốt cái nắp ở phía dưới đây ra, thì các bạn sẽ thấy được ở đây là nó có cái dây sạc. Đó. Có giấy hướng dẫn sử dụng này. Và một cái dây sạc ở đây. Dây sạc pin. Ok, thì chúng ta sẽ dùng cái cốc sạc điện thoại các bạn nối vào các bạn sạc. Rồi, thì cái tay cầm này thì các bạn sẽ tháo cái ốc ở phía dưới đằng của nó lên này. Đây thì mình đã lắp sẵn ở đây là những viên pin 2A rồi, 6 cục. Và một cái đặc điểm thú vị đó là cái tay cầm này thì các bạn có thể sử dụng pin tiểu hoặc các bạn có thể dùng dây dùng sạc, pin sạc cũng có luôn. Các bạn mở cái nắp này ra, về bên hông đây nó có một cái dây sạc. Đó, khá là tiện lợi. Đó, thì trên đây nó có nút on off các bạn này, nút hai cần điều khiển này và nút này là nút vận tốc, nó di chuyển nhanh chậm. Chúng ta sẽ bật chiếc trực thăng lên nhá. Trên đây nó có một cái nút nguồn các bạn gạt qua này, đó là đèn ở phía dưới đây nó sáng lên. Tiếp theo thì các bạn sẽ bật cái tay cầm lên, chúng ta gạt lên, đó. Ok, đây là cái cần ga này, đó. Cái cần bên trái thì nó nằm ở cái vị trí ở phía dưới này là cái mức ga bằng không này. Đấy, khi bạn đẩy lên ga lên thì máy sẽ bay lên. Đó, và cái này thì chúng ta sẽ, cái máy bay nó không tự giữ được độ cao cho nên là chúng ta sẽ phải điều luôn giữ cái cần ga này. Đó, nếu các bạn kéo xuống ở mức không này thì nó sẽ hạ cánh liền. Đó, cho nên là các bạn muốn giữ nó ở trên không thì chúng ta sẽ phải luôn giữ cần ga này ở phía trên. Còn nếu cái cần điều hướng di chuyển tiến lùi trái phải. Khi bạn bật hai thiết bị lên thì cái cần bên trái này các bạn gạt lên gạt xuống một cái để nó kết nối với nhau. Và lúc này thì các bạn chỉ cần ga lên đẩy lên thôi. Các bạn đẩy nhẹ nhẹ lên. Đó là máy bay sẽ bay lên. Đó, chơi rất là hay các bạn nhá. Một món đồ chơi giúp cho chúng ta rèn luyện những cái kỹ năng điều khiển. Đó, ai mà chúng ta lên ga xuống ga đều tay thì máy bay nó sẽ rất là đầm như thế này. Đó. Và rất là bền luôn, va đập không hề hấn gì cả. Mình thử cho bạn coi này. Mình sẽ liệng sang bên đây này. Đó. Không sao hết các bạn nhá. Không hề cánh rồi là thân không hề sao hết, bởi vì những cái nhựa này cấu tạo rất là dẻo. Đó, và cái phần thân trước cũng vậy. Rất là phù hợp cho trẻ em chơi, rất là bền. Thì ưu điểm nó rất là bền. Đó. Mình rất thích chơi những cái loại mà trực thăng mà nó không có khả năng giữ độ cao. Có nghĩa là bình thường là một vài cái trực thăng nó chúng ta thả cái cần ga ra thì nó sẽ đứng yên vị trí giữ độ cao, nhưng mà cái này thì thả ra các bạn thả xuống thì nó sẽ trôi dần dần xuống.
Bởi vậy như nên là chúng ta sẽ rèn luyện được kỹ năng điều khiển, chơi rất là hay. Ta cần đẩy cần ga thôi là nó sẽ bay lên. Đó, và chúng ta luôn giữ cái cần ga này ở phía trên. Các bạn đừng kéo kịch xuống nhá. Nếu các bạn kéo kịch xuống này, đó là nó sẽ rơi xuống. Đây là cái chiếc trực thăng đồ chơi khá là thú vị dành cho trẻ em chơi, còn người lớn chơi thì cũng được. Mình cũng rất thích chơi cái đồ chơi này. Và cái mức giá của nó chỉ tầm khoảng gần 500 ngàn thôi, cũng chưa đến 500 ngàn. Món đồ chơi khá là rẻ và cho chúng ta chơi vào những thời gian rảnh rỗi. Sản phẩm này đang còn sẵn tại cửa hàng Chula Store. Nếu như các bạn muốn đặt hàng thì click ngay xuống đường link phía dưới phần mô tả để đặt hàng sớm các bạn nhé. Video hôm nay mình giới thiệu về sản phẩm này xin được phép là khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ like video và subscribe, nhấn chuông nữa để đón xem được nhiều những video hơn nữa các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.